Rồi, xin chào anh em nha. Bữa nay mình mới về được cái thùng hàng này. Khui ra thử coi hàng gì nha anh em. Khui ra xong rồi sẽ báo giá sale cho anh em cái thùng hàng này. Thùng hàng này đóng rất là kỹ. Rồi thì có mấy gì. Bên mình thì cũng người ta cũng giao hàng bên hàng tiết kiệm vậy nè anh em. Mình cũng hay gửi hàng cho anh em á. Cũng bên giao hàng tiết kiệm nha. Hình như là máy tính bảng. Này nó gói hàng kỹ ghê thật. Luôn này toàn bộ máy tính bảng hết rồi. Anh em nào mà quan tâm máy tính bảng á thì để ý clip ngày mai nha. Mình sẽ test máy rồi báo giá cho anh em. Chín coi máy tính bảng này. Chín coi nha. Tab 8. Máy đây là thuộc dạng bên siêu thị này. Mình gom được cái lô này. Full box hết toàn bộ. Của Mattel anh em. Máy này là của Mattel rồi. Chứng nhận Google. Tất cả đều là máy mới hết. Ốp lưng cục sạc cáp. Đây là cái ốp lưng đó này anh em. Con này là Tab 8 in nha. Tab 8 này. Tập 8 nha. Cục sạc này nè. Sạc cáp tai nghe. Có luôn cái thi bảo hành này. Nhưng mà máy này là hàng dạng trôi bảo hành đó anh em. Nên là sẽ bán rỉ cho anh em nha. Sẽ ra rỉ cho anh em nhanh. Nhanh gọn. Mấy con này. Anh em nào mà quan tâm á thì để ý, mình sẽ làm cái clip bán máy tính bảng này cho anh em nhanh gọn. Anh em mua nó về xem YouTube thoải mái. Con nhỏ luôn hả? À YouTube anh em mấy ám in nha. Mattel con này bán là ok luôn. Coi thử con binh không đó, nó như thế này. Thì mình sẽ mở lên thử con còn cho anh em xem. Vừa nè anh em. Mình thiết lập cho anh em thử con nha. Con này sướng cái là màn hình nó rộng anh em. Màn hình 8 inch luôn. Anh em nhìn mình thiết lập nha. Sau này mua cái máy mới về tự xử luôn nha. Tự thiết lập cho mình luôn. Đó. Đó, vô này. Mình sẽ mở thử cái YouTube cho anh em xem thử nha. Đây nè. Camera này. Camera nói chung tạm được. Bản đồ các kiểu. YouTube. Tom Jerry. Xin chào bên mình là kiếm một cái thứ là hay ở trên sân bay. Đó là học chí dành cho các bé học sinh nha. Con có một khẩu không đúng là không mở được đấy. Hả? Cái này về cho con em xài YouTube.
xem Tom Jerry nghe nhạc của tôi nha nè. Đó. Nói chung là giải trí ok. Con này là không có chơi được như máy mới, nói chung là máy mới nha nè. Màn hình 8 inch. Hiện thì rất sắc nét. Nói chung là anh em xài YouTube ngon lành. Đặc biệt nó có một cái bao da. Mình sẽ lấy bao da bỏ thử cho anh em xem nha. Rồi. Máy nào cũng có nha nè. Chỉ có 9 coi thôi, anh em nào mua sớm thì còn ha. Rồi. Rất đẹp luôn. Bao da bỏ cho anh em xài thoải mái. Đây, 2 coi. 3 coi. 4 coi. 5 coi. 6 coi. 7 8 9 mấy. Lô này mình lấy được có 9 coi thôi, không có nhiều. Con này thử coi màu gì. Đó màu vàng, cái này màu vàng. Cái màu bạc, cái màu vàng. Rồi ok, có bao da đầy đủ hết, anh em nào còn thì cứ alo nha. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356. Con này mình để anh em giá của nó là 1190 nha, chưa bao gồm phí ship nha anh em. 1.190.000. Đó, một máy. Anh em nào cần thì alo cho mình. Giá chưa được 1.2 triệu. Ship thêm mấy chục ngàn nữa nha. Mấy con này thì anh em cứ lấy thì cứ cọc trước cho mình cọc 100.000 Viettel nha. Cọc trước cho mình thì cọc Viettel 100.000 là mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Giá 1190. Đó, xả hàng bán rẻ cho anh em thôi. Nói chung là bán cho vui thôi, chứ giá này thì cũng chả có lời lãi gì mấy đâu nha anh em. Rồi thằng ấy chào anh em nha. Anh em nào cần cái máy thích bán này alo cho mình nha. Hẹn anh em clip ngày mai. Chào anh em.